hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Dã Từ Sân Khấu, trích trong tiểu thuyết Nắng Qua Phố Cũ của Nguyễn Ngọc Ngạn, qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Chưa đến 9 giờ, Hiên đã có mặt ở phòng trà. Xe Jimmy chở Hiên đến ngay trước khung cửa nhỏ dẫn vào hậu trường, lối đi dành riêng cho nghệ sĩ. Chưa thấy tiếng nhạc từ trong vọng ra, Jimmy vén tay áo nhìn đồng hồ rồi bảo Hiên: "Em vô trước đi nhé, cũng sắp đến giờ rồi đấy. Anh chạy lại studio lấy camera để lát nữa thu hình phần trình diễn của em. Vào đi, anh trở lại ngay bây giờ." Hiên chờ Jimmy phóng đi, nàng mới đẩy cửa bước vào. Đêm hôm qua Hiên đã đến hát ở đây lần đầu tiên, nhưng tối nay thứ bảy mới là buổi ra mắt chính thức của nàng mà chủ phòng trà đã quảng cáo rầm rộ trên bích chương và báo chí. Trong phòng đợi của nghệ sĩ sặc mùi khói thuốc, năm ông trong ban nhạc đang chuẩn bị ra sân khấu. Thấy Hiên bước vào, tất cả đều quay lại hướng về phía nàng. Có người cất tiếng chào, có người chỉ khẽ gật đầu, nhưng nói chung ai cũng tỏ ra có thiện cảm với Hiên, bởi chính Hiên rất lễ phép và từ tốn đối với họ. Ca sĩ mới vào nghề chưa nổi tiếng, thường hiền lành và lịch sự tối đa. Khi đã thành danh rồi mới biết bản tính thật sự của từng người, mới biết người nào điềm đạm và người nào phách lối. Danh vọng và tiền bạc thường làm người ta biến chất cũng là chuyện thường. Hiên đặt bóp trên bàn trang điểm và kéo ghế ngồi. Cô Jody Ngọc Chi, cô ca sĩ mầm non chuyên hát mở màn, biết thân biết phận, ngày nào cũng đến thật sớm, đang nghiêng đầu sửa lại mái tóc. Hiên đứng dậy tiến lại gần và niềm nở chào: "Chị khỏe không? Em tưởng là em đến sớm, hóa ra chị còn sớm hơn em nữa." Jody vẫn nhìn mình trong gương, hững hờ đáp: "Tới giờ rồi chứ sớm gì nữa." Hiên hơi ngạc nhiên và thất vọng vì giọng Jody tối nay lạnh nhạt một cách lộ liễu, khác hẳn đêm qua rất vồn vã mà niềm nở. Hiên nhớ lại những lúc ngồi chờ bên nhau, Jody đã thăm hỏi khá nhiều về Hiên, mừng cho Hiên mới từ Việt Nam qua đã được mời đi hát ngay. Thậm chí Jody còn chỉ dẫn cho nàng những kinh nghiệm sân khấu mà Jody thu thập được qua nửa năm trình diễn tại đây. Giao tình giữa hai người dù chỉ trong một buổi tối đã có vẻ thân thiết như quen biết từ lâu và hứa hẹn sẽ khăng khít lâu dài. Bỗng dưng hôm nay gặp lại, mặt Jody nhạt hẳn đi và câu trả lời lạnh ngắt vừa rồi khiến Hiên không khỏi cảm thấy có cái gì vướng mắc. Hiên thử lại một lần nữa quay sang hỏi Jody một câu không cần thiết: "Mình có cần phải đổi bài không chị? Hay là cứ hát lại những cái bài tối hôm qua?" Jody nhún vai đáp: "Tùy, muốn đổi đổi." Vừa lúc ấy trưởng ban nhạc lên tiếng: "Ra nghe, chuẩn bị ra đấy, tới giờ rồi." Như thường lệ, ban nhạc hòa tấu một bản rồi Jody ra mở màn. Câu nói ấy chỉ là một lời nhắc nhở có tính cách thủ tục mà đêm nào trưởng ban nhạc cũng lặp đi lặp lại. Dứt lời, anh rụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, cầm chai bia đã vơi một nửa đưa lên miệng tu ừng ực đến giọt cuối cùng, rồi đẩy cánh cửa hông bước ra sân khấu. Nhưng Jody bỗng gọi giật lại: "Anh Trường, em không có hát mở màn đâu, đứa kêu em ra nhé." Trưởng ban nhạc đứng khựng lại, đưa tay tháo cái nón trên đầu xuống. Anh là bạn thân của Hoàng Cảnh, chủ phòng trà, dáng người cao ráo, thuộc loại đẹp trai kiểu thư sinh. Nhưng mấy năm gần đây tự dưng Trường bị rụng tóc, làm khuôn mặt già đi trước tuổi. Anh chạy đôn chạy đáo tìm mua đủ các loại thuốc bôi đâu mọc đấy mà người ta quảng cáo. Tiệm thuốc Bắc, nhà thuốc Tây, thậm chí uống cả linh chi dược thảo vẫn chẳng ăn thua gì. Cứ mỗi lần gội đầu là mỗi lần anh đau xót nhìn từng nắm tóc lạnh lùng ra đi, không cách gì cứu vãn nổi. Ngày xưa tóc anh đen và dày quá làm anh rất khó chịu, xứ nóng lại nhiều bụi, ngày nào anh cũng phải gội và cứ hai tuần nộp tiền cho tiệm hớt tóc một lần. Sang Mỹ không biết do thức ăn, do nước uống hay do phong thổ mà sinh ra cái bệnh hói đầu. Đội tóc giả thì vướng víu khó chịu, anh đành chọn giải pháp là mỗi khi lên sân khấu anh đội chiếc nón beret màu đen, mà khán giả thì lại cứ tưởng là anh cố tình chọn một cái mốt cho mình. Anh bước lại trước mặt Jody, cả bốn ông nhạc sĩ trong ban The Blue Moon của Trường cũng đều giật mình quay đầu nhìn Jody. Trường hỏi lại: "Em không hát mở màn thì ai hát?" Jody nhún vai lắc đầu: "Em không biết, nhưng mà em không có ra đầu.
6 tháng nay đêm nào cũng thử micro, đổi người khác đi. Hiên ngồi cạnh Jody cúi đầu theo dõi câu chuyện. Bây giờ thì nàng bắt đầu hiểu loáng thoáng được lý do tại sao tối nay Jody có vẻ bực bội và hứng hờ với Hiên. Ma cũ và ma mới, nói gì thì nói vẫn phải có một chút khoảng cách. Trong giới vũ trường, mọi người đều hiểu ngầm với nhau rằng ca sĩ mầm non thì phải ra hát mở đầu lúc khách còn thưa thớt. Chờ gần nửa đêm khi phòng trà đã đông người, nhưng khuôn mặt chính mới xuất hiện, Jody đã làm cái công việc mà nàng gọi là thử micro đó. Từ ngày có mặt tại đây, nàng đã chán ngấy cái cảnh ê chề này. Bởi nhiều hôm khi màn đã mở, nhìn xuống phía dưới chỉ có một bàn 4-5 ông khách vừa uống bia vừa binh sập sám. Trên này nàng đem hết tấm lòng ra để biểu diễn, dưới kia khách chỉ chú ý vào bộ bài Tây, lâu lâu ré lên cười vì một ván bài mậu binh. Nó cũng não nề như hôm người ta mời nàng đi hát đám cưới trả 50 đồng. Nàng dốc tâm huyết gửi gắm vào lời ca, nhưng trước mặt nàng thực khách từng bàn ồn ào nói chuyện, tôm hùm với cua rang muối ngồm ngoàm nhai, không ai chú ý đến sự hiện diện của nàng. Vài ông mặt đỏ như gấc cầm chai Hennessy lạng quạng đi tới đi lui, miệng hò hét chân lảo đảo, có thể té gục hoặc nôn mửa ra sàn nhà bất cứ lúc nào. Người hát cứ hát, người la cứ la. Khi nàng dứt bản nhạc không ai biết để vỗ tay. Giả như được trả tiền nhiều thì Jody còn có thể coi việc đi hát như một cái job nuôi thân. Muốn nghe thì nghe, không nghe thì nàng hát cho 4 bức tường thưởng thức cũng được. Đằng này mỗi tuần nàng chỉ được trả 100, gom lại cả tháng không đủ mua một cái áo mới. Không say mê nghệ thuật thì chẳng ai ngu mà chọn con đường này, bởi đi rửa chén cho nhà hàng hạng bét cũng vẫn còn kiếm được khá hơn. Nàng đã vận động đủ cách, bỏ tiền tự thực hiện CD và cassette, gửi đến chào hàng ở các trung tâm lớn, nhưng chẳng nhận được một tiếng nói nào vọng lại, ngoại trừ một nhà sản xuất karaoke mời nàng làm người mẫu quay thử một bài với giá 50 đồng. 50 đồng ấy nuốt cũng khó trôi lắm. Phơi nắng cả mấy tiếng đồng hồ trên bãi biển Cali mới hoàn tất phần ngoại cảnh. Nàng điện thoại cho một số trung tâm hỏi thăm về cái CD nàng gửi tặng. Tất cả đều ngơ ngác chẳng ai nhớ. Người ta dường như không có thì giờ để nghe thử tiếng hát của nàng. Rốt cục, nàng chỉ còn biết tự an ủi là mình hát hay, nhưng không có người tiến dẫn, hoặc mình có tài mà vận may chưa tới. Nhiều đêm nằm suy đi nghĩ lại, Jody nản chí lắm, định hôm sau thức giấc sẽ phone cho chủ phòng trà và dứt khoát ra đi. Nhưng rồi nàng lại không dứt được, bởi người ta sinh ra ở đời ai cũng được trang bị sẵn một bản năng để tiến bộ, đó là sự hy vọng. Jody vẫn hy vọng một ngày nào đó cơ may sẽ giúp nàng nổi tiếng. Nàng sẽ xuất hiện trên những cuốn video hàng triệu người xem, sẽ thu băng lưu diễn, và chừng đó tiền bạc tự nhiên sẽ đến một cách thoải mái. Tối hôm qua gặp Hiên lần đầu và nghe tiếng hát mà Jody đánh giá là rất tầm thường của Hiên, Jody chợt thấy thương cho Hiên. Lại thêm một cô gái đi lầm đường rồi sẽ xa lầy như Jody. Dù biết rằng Hiên trẻ hơn mình vài tuổi và nhan sắc có thể gọi là đẹp, nhưng hát cỡ đó thì Jody tin rằng Hiên không lên nổi. Nói chuyện với Hiên, nàng còn tội nghiệp Hiên ở chỗ rằng Hiên hoàn toàn dựa vào Jimmy, tin tưởng Jimmy và coi gã như một nhà dìu dắt có uy tín. Dưới mắt Jody, Jimmy chỉ là một gã đàn ông lêu bêu, khả năng không đủ tự nuôi thân, giật đầu này mượn đầu kia, chuyên nói phét để kiếm tiền theo kiểu gà què ăn quật cối xay. Gã đã từng theo đuổi Jody một thời gian lâu, nhưng chưa bao giờ Jody thèm ngồi chung xe với gã. Lúc Jimmy mở studio thu hình, người đầu tiên gã nghĩ đến là Jody, và gã lại mò đến mời mọc, nhưng Jody vẫn từ chối bởi biết rõ trò chơi của Jimmy chỉ là ý đồ lợi dụng. Thế mà Hiên chỉ vì mới qua không biết nên mới chọn gã làm manager. Lúc đưa Hiên vào hậu trường, Jimmy hách mặt nghênh ngang dẫn Hiên lại giới thiệu với Jody để lộ ra cái vẻ hiu hiu tự đắc của một người thắng thế. Nhưng đó chỉ là chuyện rất nhỏ, chuyện bên lề mà thôi. Điểm mấu chốt làm cho Jody đổi thái độ xuất phát từ mẩu đối thoại ngắn giữa Hiên và Jody đêm hôm qua, lúc Jody ngồi chờ người yêu mang xe tới đón. Sau buổi trình diễn, Hiên thân mật hỏi theo thói quen xã giao đậm đà của nàng: "Chị hát ở đây lâu chưa?" Jody hơi chán nản: "Nửa năm, đúng ra là hơn nửa năm rồi." Thấy Jody có vẻ không hăng say nghề nghiệp, Hiên dè dặt hỏi thêm: "Đi hát vui không chị?" Jody hững hờ nói: "Thì lúc đầu thì vui, nhưng mà nếu mà cứ mãi như thế này thì ở nhà vui hơn." Hiên ngạc nhiên hỏi:
Sao kỳ vậy chị? Đi hát vừa vui mà vừa có tiền nữa chứ. Jody ngắt lời. Tiền hả? Mỗi tuần 2 đêm được có 100 bạc, không đủ mua phấn son. Hiên trố mắt hỏi lại. Ủa, mỗi tuần họ trả chị có 100 đồng thôi à? Giả như Jody biết rõ thủ lao của Hiên thì chắc chắn nàng không tiết lộ mọi chi tiết cho Hiên nghe. Nhưng vì cứ tưởng Hiên đến hát chơi 1-2 tối cho vui thôi, nên Jody tỉ mỉ nói toạc ra hết những điều mà đáng lẽ không cần phải nói. Giọng nàng uất ức. Chứ bao nhiêu? 100 là mới đây thôi đó, chừng 2 tháng nay à. Chứ hồi mới vào chỉ có 50 thôi. Mà đúng ra là tháng đầu chả có đồng nào hết, tháng thứ 2 mới được 50 một weekend đó. Hiên ngơ ngác nhắc lại. Ủa, mới hát chỉ có 50 thôi sao? 50 2 đêm hả chị? Jody gật đầu. Hiên bâng khuâng ngẫm nghĩ rồi vui mừng tự kết luận rằng tiếng hát của mình được đánh giá cao ngay từ buổi đầu, bởi vì chủ phòng trà trả nàng tới 150, nghĩa là gấp 3 lần Jody khi mới khởi nghiệp. Với Hiên, đây là thu nhập đầu tiên của nàng trên đất Mỹ khi nhu cầu cuộc sống còn đơn giản, cho nên 600 đồng một tháng cũng đã là khá rồi. Nàng quay sang an ủi Jody bằng một câu mà nàng không biết là tàn nhẫn. Em nghĩ là chắc tại hồi đó phòng trà còn nghèo nên họ mới trả chị ít như vậy đó. Jody ngẩng lên, mở to mắt nhìn Hiên dò xét. Nàng cứ yên chí là Hiên đến hát free ở đây mà cũng phải được Jimmy vận động chủ phòng trà mới nhận. Nhưng nghe câu nói vừa rồi của Hiên thì hình như Hiên được trả thù lao. Jody ngập ngừng hỏi lại. Thế ông Hoàng Cảnh có nói gì với Mỹ Hiên về tiền bạc không? Hiên ngay tỉnh đáp ngay bằng giọng hãnh diện. Ồ, có chứ chị, em ký hợp đồng hát dài hạn ở đây này. Năm đầu thì ông ấy trả cho em mỗi tháng là 600. Jody ú ớ nhắc lại. Gì? Mỗi tháng 600? Tức là mỗi weekend là 150 à? Hiên gật đầu nhấn mạnh. Vâng, nhưng mà ông Cảnh trả tiền cả tháng chứ không có trả từng tuần. Ông bảo là trả là lắt nhắt từng tuần thì tiêu vặt cũng hết. Hôm qua em vừa đến là chưa hát bài nào hết thì ông ta đưa cho phong bì rồi. Jody quay nhìn Hiên rồi lại nhìn mình trong gương. Thường thì nghệ sĩ ít ai nói thật về thù lao của mình. Tiền cắt xê đi show chỉ 1.000, người ta có thể nói tăng lên thành 2.000 hoặc 3.000, có khi khoe là 5.000. Chuyện ấy thì Jody không lạ. Biết đâu Hiên cũng vừa nói phét với Jody để tự tăng giá trị của mình. Jody đoán vậy cho nên hỏi lại cho chắc. Này, ông Cảnh đưa cho bộ cả 600 à? Hiên không hiểu tại sao Jody lại hỏi kỳ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, Jody đã hỏi thì nàng cũng phải trả lời. Nàng nhấn mạnh. Vâng thì em nhớ hôm qua lúc mà ông Cảnh đưa tiền cho em thì có chị ngồi đấy mà. Ông đưa cho em cả 600, em còn để nguyên trong bóp. Nhưng mà em đã có ngạc nhiên vì cái lúc ông ấy điện thoại đến mời em thì ông ấy thỏa thuận như vậy rồi. Jody lặng người ngồi yên. Cuộc đời lại có những bất công đến thế sao? Một con bé vô danh, tiếng hát mờ nhạt, chất giọng chẳng có gì lôi cuốn, nhan sắc cũng không hơn Jody bao nhiêu. Thế mà mới đặt chân lên sân khấu lần đầu đã được săn đón kỹ lưỡng, lại được trả thù lao cao hơn cả người từng cộng tác lâu ngày là Jody. Đã thế, Hoàng Cảnh lại đưa cho Hiên cả tháng, trong khi 100 bạc của Jody thì lâu lâu ông vẫn khất, có khi mấy tuần sau mới thanh toán. Jody thẫn thờ ngồi nhìn bức tường đối diện, bàn tay run run đặt trên đùi, hơi thở dồn dập như người sắp lên cơn suyễn. Giữa văn nghệ sĩ với nhau, dù mới vào nghề hay khi đã nổi tiếng, sự cách biệt giữa tiền thù lao của người này và người kia, dù là bạc ngàn hay chỉ vài trăm, vài chục, cũng đều làm cho người nghệ sĩ bận tâm. Bận tâm không phải vì tiền, mà vì chỗ đứng của mình thường được định giá bằng tiền. Chủ phong trà trả cho Jody 100, so với Hiên chỉ thua có 50 bạc. Chẳng ai làm giàu nhờ 50 bạc, nhưng Jody bực mình vì con số ấy chứng tỏ nấc thang của mình thấp hơn cả Hiên, là người mới vào nghề. Có những nghệ sĩ khi đã thành danh còn để ý đến cả những chi tiết rất nhỏ liên quan đến tên tuổi và vị thế của mình. Chẳng hạn trên tấm poster quảng cáo, nếu hình của mình bị in nhỏ hơn hoặc tên của mình bị đặt phía dưới thì sẵn sàng nổi nóng và không thèm đến trình diễn. Chẳng phải họ cần một cái hình lớn hay cần một cái tên xếp ở hàng đầu, mà họ chỉ muốn minh xác chỗ đứng của họ trong giới văn nghệ mà thôi. Jody đang ở trong trường hợp đó. Nàng mang theo nỗi buồn bực ấy về nhà, nằm thao thức bên cạnh người yêu, chăn trở mãi không ngủ được. Bao nhiêu nỗi dạo dực thể xác cũng tan biến hết, chỉ còn lại trong đầu nàng sự chán chường của dư vị sân khấu. Nàng nhớ lại những lời giới thiệu trịnh trọng của Hoàng Cảnh dành cho Hiên tối hôm qua,
những bó hoa cùng những chàng pháo tay cò mồi vang lên liên tục, làm nàng ngồi trong hậu trường nôn nao tủi thân, buồn cho cái số thiếu may mắn của mình. Nhưng lúc đó nàng chỉ buồn mà không giận. Hoàng cảnh lăng xê con gà mới, lời lẽ có đại ngôn đôi chút cũng chả sao, bởi chính nàng cũng đã từng được vài tờ báo tung hô thậm xưng như thế, và rồi vẫn dậm chân tại chỗ, có ngoi lên được chút nào đâu. Hôm nay nàng mới bực mình vì khám phá ra hoàng cảnh chả cắt xê cho Hiên cao hơn mình, tức là không nhìn ra được ai hơn ai kém, và cũng có nghĩa là hoàng cảnh là kẻ có mới nới cũ. Buổi sáng thức dậy và hầu như cả ngày hôm nay, lúc nào Jody cũng thấy man mác buồn. Người tình mà nàng đang chung sống là một chuyên viên computer ở một hãng khá lớn, ưu tư nhìn nàng, mấy lần gợi hỏi lý do, nhưng Jody chỉ gượng cười và nói lảng sang chuyện khác. Ngày Jody mới đi hát, anh chàng còn hăm hở khuyến khích, bây giờ thì anh chỉ lăm le xúi Jody bỏ cuộc. Bởi vậy chuyện ca hát không còn là một đề tài chung của hai người. Nghĩ đến Hiên, Jody quyết định sẽ phải tỏ thái độ với hoàng cảnh. Và bước đầu tiên để tỏ thái độ là nhất định từ nay không hát mở màn nữa. Thật ra thì hoàng cảnh có trả đồng bạc nào cho Hiên đâu. Đây là tiền của Jimmy. Jimmy vì mê Hiên nên lén đưa tiền cho chủ phòng trà và dặn hoàng cảnh đừng cho Hiên biết. Jimmy còn tặng thêm hoàng cảnh vài trăm, đồng thời chi hết tiền quảng cáo cho phòng trà. Jody không biết điều đó nên mới oán giận hoàng cảnh. Trưởng ban nhạc mân mê cái nón nhỏ nhẹ bảo Jody: ông cảnh chưa tới, anh cũng không biết giải quyết thế nào. Thôi bữa nay em cứ chịu khó ra mở màn đi, rồi lát nữa ông cảnh tới em nói chuyện với ông ấy. Jody quả quyết lắc đầu: em nói không là không. Trường nhìn đồng hồ khổ sở quay sang phía Hiên: Giờ chỉ có mỗi hai người thôi, Jody không ra đầu thì Mỹ Hiên ra hát trước đi vậy. Mỹ Hiên nhớ lời Jimmy dặn, lại nghĩ đến cái áo mới và cách trang điểm lộng lẫy của mình đêm nay, nàng vội kiếm cách khước từ: em thì em đâu có ngại hát đầu, nhưng bữa nay là ngày ra mắt của em, poster đã quảng cáo như vậy, em ra hát mở màn nó kỳ lắm, anh thấy có đúng không? Trường và mấy ông trong ban nhạc đều không nói gì, nhưng đều ngầm đồng ý với Hiên. Tuy vậy cả bọn, nhất là Trường, cũng cảm thông với Jody và thấy nàng phần nào có lý. Họ biết Jody muốn đẩy Hiên ra trước theo cái thông lệ vẫn diễn ra ở phòng trà này, là người mới phải đi đầu. Hiên chưa có chút tên tuổi nào, không phải là ca sĩ tăng cường thì tại sao không ra hát mở màn? Chính Trường tối hôm qua đứng đánh đàn cũng đã thắc mắc tự hỏi mãi về vai trò của Hiên khi xuất hiện lần đầu ở phòng trà này. Thà rằng Hiên là con cháu, là người thân hoặc là người tình của hoàng cảnh chủ phòng trà thì chuyện hoàng cảnh o bế nàng là điều tự nhiên, không ai đặt vấn đề. Nhưng rõ ràng Hiên chả dính dáng gì đến hoàng cảnh mà chỉ là một ca sĩ mầm non do Jimmy gửi gắm. Thế thì việc gì hoàng cảnh phải đăng báo quảng cáo rầm rộ, lại còn đích thân giới thiệu rất long trọng và dành cho nàng khoảng thời gian thuận tiện nhất để mọi người phải chú ý. Giọng hát của Hiên theo sự thẩm định nhà nghề của Trường và ban nhạc thì cũng không thuộc loại nghe được, nhưng chưa thể gọi là xuất sắc. Cho nên hôm nay Jody có bực hoàng cảnh thì cũng là điều dễ hiểu. Trường không ghét Hiên bởi xã giao của Hiên rất khôn khéo, nhưng Trường quen Jody lâu hơn, cộng tác với nàng thường xuyên hơn, và nhất là chính Trường đã làm hòa âm cho cái CD đầu tay của Jody. Cho nên dù sao đi nữa, mối quan hệ của Trường đối với Jody cũng phải đậm đà hơn Hiên rất nhiều. Bây giờ ngồi đây trước mặt Trường chỉ có hai người, Jody dứt khoát không chịu hát, mà Hiên thì không thể hát đầu được bởi vì đã lỡ quảng cáo đêm ra mắt của nàng. Trường đứng yên, hai tay thọc vô túi quần, ngẫm nghĩ mãi không tìm ra giải pháp. Bốn ông nhạc sĩ kia cũng nhún vai nhìn nhau, ngại lên tiếng vì chẳng muốn mích lòng bất cứ ai trong hai cô ca sĩ. Jody đứng dậy, xách bóp bỏ vào washroom, ban nhạc lắc đầu nhìn nhau, rồi một ông đề nghị: hơn 9 giờ rồi, hay là cứ ra hòa tấu đại đi, để khách chờ lâu họ la lên bây giờ. Trường gật đầu: hòa tấu một bài, hai bài thì được, chứ không nhẽ cứ hòa tấu mãi à? Để tao bíp cho ông cảnh gọi ông tới giải quyết. Hiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cái thế giới văn nghệ này chưa gì đã lắm chuyện, hát trước hát sau thì có gì quan trọng đâu mà đến nỗi phải kèn cựa. Nàng thấy mất cảm tình với Jody và buồn lòng vì mới bước vào nghề đã gặp chuyện không hay, dù rằng đó chẳng phải là lỗi của nàng.
Trưởng ban nhạc bíp cho chủ phòng trà rồi lóng ngóng đứng ngay bên cạnh cái điện thoại chờ. Nhưng thời gian trôi qua rất chậm, rất nặng nề. Cả đến 10 phút sau Hoàng Cảnh vẫn không gọi lại. Bên ngoài đã có tiếng huýt gió của một hai người khách sốt ruột. Và cô waitress đẩy cửa bước vào, ngơ ngác hỏi Trường: "Ủa, sao chưa bắt đầu? Anh Trường, khách la quá trời rồi kìa." Trường hỏi lại: "Ngoài đã đông chưa?" "Ba bàn, tổng cộng là 14 người." Ông nhạc sĩ thổi saxo đứng bên cạnh Trường chán nản chen vào: "Ba bàn thì kệ mẹ chúng nó, cho chúng nó ngồi chờ." Cô waitress trợn mắt cãi: "Đâu có được, tới giờ rồi thì chụp một người cũng phải chơi chứ." Cô waitress bỏ ra ngoài. Không khí phòng đợi lại trở về với sự nặng nề bao phủ. Jody từ washroom bước ra, trở lại bàn phấn. Trường vội xông tới, khẩn khoản nói: "Tối nay thứ bảy em làm vậy kỳ lắm. Có gì em cũng phải nói với ông Cảnh chứ. Tự dưng em không ra hát, đâu có được. Em giận ông Cảnh là một chuyện, nhưng mình phải tôn trọng khán giả chứ." Jody ngồi xuống chỗ cũ bực bội đáp: "Tôn trọng khán giả? Toàn khán giả cả trớn, tôn trọng cái gì? Em thì đứng trên sân khấu gân cổ hát, dưới đó thì cứ nói chuyện cười nói ầm ầm như ngoài đường. Đàn gảy tay trâu, việc gì phải tôn với trọng?" Trường lắc đầu vì thấy Jody giận cá chém thớt. Có lẽ nàng sắp điên mất rồi. Trường tự nghĩ và kiên nhẫn giải thích: "Em nói vậy đâu có được. Khán giả có nhiều loại. Có người đến đây để nghe nhạc, có người đến vì mê nhảy đầm, cũng có người đến chỉ vì thích cái không khí của vũ trường thôi. Nhưng dù loại nào đi nữa, em đã đi hát thì em phải chấp nhận. Khán giả nuôi nghệ sĩ mà. Em không chịu đựng nổi thì em làm ca sĩ làm sao được. Thôi đi ra hát đi. Đi ra nghe em, tụi anh dạo một đoạn nhạc ngắn rồi anh giới thiệu em." Jody không siêu lòng. Hoàng Cảnh mà có mặt ở đây ngỏ lời năn nỉ, nàng cũng sẽ dứt khoát không chấp nhận, chứ nói chi đến trưởng ban nhạc. Chẳng những thế, nàng còn bực lây cả Trường, vì Trường cứ ép nàng ra mà không thúc giục Mỹ Hiên. Mỹ Hiên phải ra trước mới hợp lý. Jody không thể là trái độ lót đường cho Mỹ Hiên. Jody nghiêm mặt bảo Trường: "Em không có ra đâu, anh đừng có lải nhải nữa." Hiên chịu không nổi thái độ của Jody đành ngẩng lên bảo Trường: "Thôi để em hát đầu cũng được." Trường thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Hiên rồi dịu dàng nói: "Vậy thì tụi anh hòa tấu một bản cha 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 cho vui, rồi anh sẽ giới thiệu em nhé." Hiên gật đầu đứng dậy. Nàng nhìn mình trong gương, đưa tay sửa lại mái tóc, thở mạnh để tự trấn tĩnh, chuẩn bị buổi trình diễn thứ hai. Nhưng vừa lúc ấy Hoàng Cảnh xuất hiện. Ông đẩy cửa sau bước vào, tay cầm sâu chìa khóa, hầm hầm nói: "Sao giờ này chưa bắt đầu? Làm ăn mẹ gì kỳ vậy? Bộ muốn phòng trà tôi sập tiệm hay sao đây?" Tính Hoàng Cảnh vẫn vậy. Bình thường ông rất vui và dễ dãi, coi ban nhạc và nghệ sĩ như anh em một nhà. Nhưng đựng tới chuyện làm ăn ở Venus thì ông hay nổi nóng. Không biết vì ông quá lo cho business hay chỉ vì lúc đó ông mới cảm thấy mình có uy quyền và ông cần phải tận dụng cái uy quyền đó để la người này mắng người kia vài câu cho sướng miệng. Trưởng ban nhạc nhìn Hoàng Cảnh điềm tĩnh đáp: "Jody không chịu ra hát, làm sao mà bắt đầu được?" Hoàng Cảnh ngạc nhiên nhìn Jody hất hàm hỏi: "Tại sao không ra hát? Không hát thì đến đây làm gì?" Jody vẫn ngồi tại chỗ, hếch mặt nhìn chủ phòng trà bằng cái nhìn thách thức: "Hát chứ, nhưng mà em không hát mở màn." Hoàng Cảnh tiến nhanh lại, sẵn giọng hỏi: "Em không mở màn thì ai mở màn? Hồi nào tới giờ vẫn vậy, tại sao bữa nay lại đổi ý? Có mình em ở đây, em không ra hát thì ai ra bây giờ?" Jody nhún vai: "Ai ra em không cần biết. Em chỉ biết là từ nay em không bao giờ mở đầu nữa." Hoàng Cảnh đứng chống nạnh nghiêm nghị hỏi: "Tại sao?" "Tại em không thích." Hoàng Cảnh sẵn trớn gắt lên: "Không thích thì nghỉ luôn đi." Jody cầm bóp đứng bật dậy. Nàng không ngờ Hoàng Cảnh dám nói với nàng một câu vô lễ như thế. Thằng này cạn tàu giáo máng quá. Cả Trường và ban nhạc cùng cảm thấy bất bình vì Hoàng Cảnh nói câu tàn nhẫn đó, nhất là trong lúc này. Jody chìa tay gay gắt bảo Hoàng Cảnh: "Anh còn thiếu tôi 400, trả tiền đây tôi về liền. Anh có tuyết lạnh rồi tôi cũng không bao giờ trở lại đây nữa đâu." Hoàng Cảnh thò bàn tay vào túi quần theo phản xạ, mặc dầu ông biết rõ trong túi của ông chỉ có hơn 20. Rồi ông nhìn quanh và hỏi: "Thằng nào có 400 đưa cho tao mượn, tao trả con nhỏ này cho nó đi cho rồi đi. Đừng có làm cao với tao." Ban nhạc thấy tình hình căng thẳng, bất ngờ vội xúm lại mỗi người một câu can gián: "Làm gì mà nóng về anh Cảnh, chuyện đâu còn có đó mà." Người khác xoa dịu: "Anh Cảnh, anh làm vậy đâu có được. Hỏi Jody xem là cô ấy muốn gì chứ anh làm vậy bể chuyện hết trơn."
Trường xông vào trước mặt Hoàng Cảnh, xòe hai bàn tay phân vua. Đúng, tôi không đồng ý với anh. Bây giờ phải giải quyết ngay chuyện hiện tại đã, khách đang chờ ngoài kia. Mỹ Hiên bằng lòng hát đầu, cứ để Mỹ Hiên ra. Kế đó là Jody. Đêm nay khi vãn tuồng rồi đóng cửa bảo nhau, chừng đó anh với Jody muốn tính gì thì tính. Mọi cái đầu chung quanh cùng gật gù, kể cả Mỹ Hiên, để nhất trí với phương thức chữa lửa êm đẹp của Trường. Nhưng chủ phòng trà lắc đầu lia lịa và nhăn mặt nói: không được. Mọi người trố mắt nhìn Hoàng Cảnh giải thích: mình đã quảng cáo Mỹ Hiên ra mắt đêm nay, hát đầu đâu có được, bộ không à. Ông chưa nói dứt câu thì cô Waitress lúc nãy lại đẩy cánh cửa thò đầu vào và sốt ruột nhắc: trời ơi, bộ tính nghỉ chơi luôn sao đây, khách la quá trời ngoài kia rồi kia. Jody từ nãy tới giờ vẫn đứng yên bên Trường, thấy mọi người có vẻ bênh vực mình, lại nhìn rõ nét bối rối trên mặt Hoàng Cảnh, nên lợi dụng tình thế thúc giục một lần nữa: anh trả tiền là tôi đi về. Nói câu ấy, nàng chờ đợi Hoàng Cảnh sẽ dịu giọng xin lỗi, và dĩ nhiên nàng sẽ ở lại. Mọi người chung quanh cũng cứ tưởng trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, Hoàng Cảnh sẽ phải xuống nước nhượng bộ. Nhưng đang cơn giận, Hoàng Cảnh sẵn giọng: về đi, mai tới lấy. Jody tái mặt bước nhanh ra cửa sau, nàng ngoái cổ lại hăm: ngày mai mà anh không trả đủ tôi 400 thì anh biết tôi, tôi đăng báo cho anh xấu mặt. Dọa thế thì cũng như không. Tưởng nàng có biện pháp gì chứ đăng báo chửi người khác thì có khác nào gãi ngứa. Ngày nào tuần nào trên báo chí chả có những bài chửi rủa thậm tệ. Giết rồi không còn gây được chút tác dụng nào nữa, bởi độc giả mất niềm tin, không còn biết bài báo nào đúng sự thật và bài báo nào bịa đặt, vu cáo. Hoàng Cảnh hừ một tiếng và đứng yên không thèm trả lời. Jody đóng sầm cánh cửa lại và lủi thủi bỏ ra lề đường đón taxi về nhà. Chưa bao giờ nàng thấy tái tê như vậy. Nước mắt trào ra đẫm ướt hai bên má. Nàng nhớ tới người yêu của nàng đã mấy lần xa gần xúi nàng giã từ sân khấu, mà chỉ vì nàng quá lưu luyến, không đủ can đảm dứt khoát. Hôm nay thì có lẽ nàng phải bỏ thật. Chia tay văn nghệ, Jody biết trước là sẽ nhớ tiếc lắm. Nàng hình dung mỗi khi ngồi xem cuốn Paris by Night hay Asia, lòng nàng sẽ bứt rứt khôn nguôi, như có tiếng gọi từ sâu trong đáy tim thúc giục nàng lên đường. Nhưng thôi, đành vậy chứ biết làm sao. Vinh quang chưa thấy hé mở mà chỉ toàn gặp những bẽ bàng. Nàng bỏ về ít ra cũng mang được một niềm vui cho người tình. Jody vừa ra khỏi thì Hoàng Cảnh ngồi phịch xuống ghế và hầm hầm chửi: mẹ nó, hồi mới tới xin hát thì năn nỉ đủ thứ, nói gì cũng nghe, mới đó mà đã làm tàng, cho đi luôn. Mà phải hát hay thì không nói làm gì, hát dở ẹc mà cũng bày đặt làm cao. Nghe những lời cằn nhằn của Hoàng Cảnh, Hiên đứng xa xa cúi đầu ngẫm nghĩ và liên hệ đến bản thân mình. Nghệ sĩ đúng là những món hàng mà ông bầu là chủ tiệm. Hàng ăn khách thì chủ tiệm o bế, hàng ế ẩm thì chủ tiệm hắt hủi, quăng một xó hoặc sẵn sàng ném vào thùng rác. Mới bước vào nghề chưa thấy vinh quang mà đã chứng kiến cảnh ê chề. Nàng nén tiếng thở dài rồi đưa mắt nhìn Trường ban nhạc. Trường bùi ngùi bảo Hoàng Cảnh: chắc Jody chưa về đâu. Làm gì có xe mà về, nửa đêm thằng Kép mới tới đón mà. Để tôi chạy ra xem, nếu cô ấy còn đứng ở ngoài đó thì tôi kêu cô ấy trở lại. Anh cũng đừng có hung hăng quá, để tôi giải quyết. Tối nay mình thiếu người. Hoàng Cảnh ngồi yên không nói gì, nhưng ngầm đồng ý với giải pháp của Trường. Ông cũng biết mình lỡ lời sau khi chửi Jody. Chỉ vì muốn tỏ một chút phong độ trước mặt Mỹ Hiên mà ông đi quá đà. Ông không thể chạy theo năn nỉ Jody quay lại, nhưng ông dự định ngày mai sẽ điện thoại xin lỗi, và rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Bởi ông biết rất rõ, ca hát là cái nghiệp người ta không dễ gì mà bỏ được, kể cả những người một đời lận đận vì nó, và kể cả những người đáng lẽ đã đến tuổi về hưu mà vẫn cố đấm ăn xôi. Không hẳn là họ đã vì tiền, mà lý do chính là vì nhớ sân khấu, nhớ khán giả. Trường đẩy cửa chạy ra và quả nhiên thấy Jody vẫn còn đó. Đúng như anh đoán, anh bước lại sau lưng và nhỏ nhẹ bảo: ông Cảnh, ông ấy nóng quá, ông nói tầm bậy. Anh là bạn ông ấy, anh biết mà. Thôi em bỏ qua đi. Giận ông Cảnh thì cứ giận, nhưng còn khán giả, còn ban nhạc, còn anh. Vào đi, Mỹ Hiên nó sẽ hát mở màn rồi tới em. Jody thấy nguôi ngoai phần nào, nhưng nhất định đòi Hoàng Cảnh phải ra xin lỗi. Trường biết nếu kiên nhẫn mời gọi một lúc nữa thì Jody sẽ siêu lòng. Nhưng anh không còn thì giờ năn nỉ tiếp, anh đành bảo:
Em không hát cũng được, nhưng vào trong ấy ngồi chờ, rồi phone cho Mậu nó tới đón. Chứ em đứng ngoài này làm gì? Jody lau nước mắt bảo Trường. Cảm ơn anh. Anh vô đi, trễ giờ rồi. Em đón taxi về cũng được. Còn hôm nào rảnh thì anh em mình nói chuyện nhiều. Trường thở dài. Ừ thôi em về, cho anh gửi lời thăm Mậu nhé. Dứt lời Trường chạy nhanh vào hậu trường. Jody đứng thêm vài phút nữa, đưa mắt nhìn quanh tìm điện thoại công cộng để gọi về cho Mậu. Nhưng gần chỗ nàng đứng không có cái nào. Quay vào mượn phone của phòng trà thì nàng không muốn, vì tự ái còn đang chất đầy trong lòng. Nàng nghĩ đến lát nữa khi trở về, chắc chắn Mậu sẽ ngạc nhiên lắm. Và Mậu sẽ còn ngạc nhiên một cách thích thú hơn khi nghe nàng báo tin từ nay nàng không đi hát nữa. Nàng vẫy một cái taxi dừng lại và đưa nàng về nhà. Tới trước cửa, Jody bước xuống rồi lầm lỗi bước vào. Hương thơm của nhiều loài hoa trong vườn thoang thoảng bay trong không khí dịu mát của trời đêm. Nàng bước lên thềm, tra chìa khóa vào ổ và đẩy rộng cánh cửa. Từ chỗ nàng đứng, nhìn sâu vào tới tận trước bàn ăn rộng kê sát bức tường sau thông sang nhà bếp, Jody giật mình há mồm đứng chết lặng vì một cảnh bất ngờ đang diễn ra trước mắt. Dưới dàn đèn neon rực rỡ tỏa sáng tràn ngập căn nhà bếp, nàng thấy một cô gái tóc đen mặc cái t-shirt màu trắng mà chiều dài chỉ vừa chới chấm mông, phía dưới không mặc gì cả, đang bưng ly nước đứng nói chuyện với Mậu trong lúc Mậu ngồi ở cái ghế ngay trước mặt. Vừa nghe tiếng mở cửa, cô gái quay ngoắt lại kinh hãi kêu rú lên, buông vội ly nước xuống bàn ăn và chạy vụt vào buồng ngủ bên cạnh. Mậu cũng đứng bật dậy cuống cuồng chạy theo. Trên người Mậu cũng may còn có cái quần lót cho nên trông cũng không đến nỗi tội lỗi lắm. Jody thẫn thờ tiến lên vài bước, cố chấn át trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng muốn gào thét chửi rủa cho hạ giận, nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn làm nàng lịm hẳn người đi, không nói gì được nữa. Miệng đắng chát, cổ họng khô như lửa đốt, nàng lảo đảo quay ra và cứ thế lững thững bước từng bước không hồn trên lề đường vắng. Chao ôi, giả như hôm nay không giận hoàn cảnh mà bỏ về bất thình lình thì sự phản bội của kẻ nội thù này biết đến bao giờ mới phát hiện được. Cuộc vụng trộm khốn nạn kia đã diễn ra trong căn nhà này từ bao giờ, mới đây hay đã cả nửa năm từ khi Jody đi hát? Việc ấy dễ dàng và an toàn quá, bởi thời khóa biểu những đêm cuối tuần của Jody luôn luôn cố định. Mậu đưa Jody đến phòng trà rồi về nhà nằm chờ. Sau nửa đêm, khi nào Jody điện thoại về, Mậu mới mang xe ra đón. Jody cứ lảo đảo cắm đầu bước đi dù chẳng biết đi đâu. Hình ảnh cô gái tóc đen, dáng người đầy đặn và hình như cao hơn Jody còn hiện rõ trong trí nàng như khiêu khích. Lối ăn mặc khêu gợi ấy, toàn thân chỉ có mỗi một cái áo thun ngắn cũn cỡn, chính là sở thích thường nhật của Mậu, bởi Mậu vẫn thường bắt Jody mặc như vậy mỗi buổi tối. Jody mở bóp tìm gói Kleenex lau nước mắt. Một chiếc taxi chạy ngược chiều giảm tốc độ. Khi đến gần Jody, tài xế nhìn nàng hỏi ý, Jody gật đầu và dừng lại. Chẳng biết đi đâu, nàng lại bảo tài xế cho chạy trở lại phòng trà Venice. Đi được nửa đường, Jody lại đắn đo. Mới lúc nãy Trường chạy ra năn nỉ không thèm vào, bây giờ tự dưng vác mặt đến, mọi người sẽ nhìn nàng ra sao? Nhất là hoàn cảnh từ nay sẽ còn coi nàng ra gì nữa? Nhưng đi đâu bây giờ? Tạm thời Jody chưa nghĩ ra. Trong lúc cô đơn, nàng cần tìm đến khung cảnh mà nàng quen thuộc đã hơn nửa năm. Và lại chuyện ca hát thì nàng đâu còn màng tới nữa, bởi nỗi đau bị phản bội đang lấn át tất cả mọi thứ cảm xúc khác. Cho nên xét cho cùng thì những lời lạnh nhạt của hoàn cảnh lúc nãy dù có nặng nề tới đâu đi nữa cũng chả thấm gì so với chuyện bỉ ổi của người tình. Jody sẽ trở lại phòng trà, không cần nói chuyện với ai cả, sẽ ngồi yên cho đến khi phòng trà đóng cửa rồi tính sau. Về phần Trường, ngay sau khi chào từ giã Jody ngoài lề đường, anh chạy thẳng vào hậu trường và đề nghị hoàn cảnh ra nói vài câu với Jody cho êm chuyện. Nhưng hoàn cảnh lắc đầu. Kệ mẹ nó, không vô thì thôi. Không còn chọn lựa nào khác, Trường đành nhắc lại đề nghị là đưa Hiên ra. Hoàng cảnh bực bội chửi đồng. Còn mấy đứa ca sĩ kia đâu? Thằng Đình Lân, thằng Cửu Lưu, con Ngọc Nhi, con Phụng Tú giờ này sao chưa tới? Trường tặc lưỡi gắt nhẹ. Bữa nay Đình Lân với lại Phụng Tú đi hát đám cưới. Chính anh nói với tôi mà. Còn mấy người kia thì tại chương trình xếp người ta hát trễ thì đúng giờ họ sẽ tới.
Mà tôi hỏi anh, bữa nay thứ bảy tại sao không có ca sĩ Tăng Cường, toàn local là thế nào? Hoàng Cảnh khổ sở đáp: có chứ sao không, tao book rồi nhưng mà tao quên gửi tiền deposit cho nên người ta cancel. Nhưng mà không sao, lát nữa thì có ảo thuật gia Tony Huỳnh sẽ đến biểu diễn. Ông ấy hẹn tao là 11 giờ sẽ có mặt. Bữa nay bắt đầu trễ, tụi bay chơi luôn tới 1 giờ rưỡi, không có break. Một ông nhạc sĩ cãi lại: không nghỉ giải lao đâu có được, tôi đái luôn trên sân khấu cho anh coi, phải cho ban nhạc đi tiểu chứ. Trường bật cười rồi nửa đùa nửa thật bảo Hoàng Cảnh: hay là anh ra hát mở màn đi, rồi tụi kia tới là vừa. Không thì chỉ có cách đưa Mỹ Hiên ra thôi. Một người khác phụ họa: đành vậy chứ biết sao, không có ai thì anh ca vài bài thử âm thanh chờ ca sĩ tới vậy. Hoàng Cảnh chủ phòng trà muốn hát lắm nhưng vẫn áy náy: tao là chủ phòng trà mà ra hát đầu coi sao được. Trường bực bội nói huỵch tẹt: vấn đề không phải là coi được hay không coi được, mà tôi sợ anh ra hát đầu khán giả người ta bỏ về. Người ta chờ từ nãy đến giờ đâu phải là để nghe anh hát. Nhưng mà kẹt quá thì anh ra ca đại một bài đi chứ biết làm sao bây giờ. Không thì phải giới thiệu Mỹ Hiên vậy. Hoàng Cảnh đã quen với những lời chê bai thẳng thừng của Trường nên không thấy chói tai nữa. Và lại ông hát cho ông, để chính ông relax, thì việc gì ông phải bận tâm tới thiên hạ. Ông đã luyện được cái nội công thâm hậu đến mức thượng thừa rồi, leo lên sân khấu không cần quan tâm đến khán giả đông hay ít. Ông hát trước 1.000 người hay chỉ có một người cũng thế mà thôi. Khán giả chăm chú theo dõi hay khán giả gục xuống bàn mà ngủ, ông cũng không nao núng chút nào. Cho nên đừng đem phản ứng khán giả ra mà hù ông. Ông phân vân đứng yên, chớp mắt suy tính. Ông không muốn Mỹ Hiên ra đầu là có lý do chính đáng. Trước hết về Jimmy trả tiền thù lao, chi tiền quảng cáo, lại rúi riêng cho Hoàng Cảnh tới 400. Cho nên ông phải chiều ý Jimmy. Gã đã dặn đi dặn lại là khoảng 10 giờ rưỡi mới mời Hiên ra sân khấu. Bởi giờ này gã còn đang điện thoại vận động thêm một số người tới nghe, đồng thời mua mấy bó hoa để lát nữa nhờ bạn bè mang lên tặng làm cò mồi. Còn về phía Hoàng Cảnh thì chính ông cũng muốn cho đông khách, bởi ông đã soạn sẵn một bài diễn văn rất cầu kỳ để đích thân ông ra giới thiệu Mỹ Hiên. Giờ này ngoài kia mới có vài bàn, ông lên nói làm gì? Nhưng chẳng còn chọn lựa nào khác, ông đành khoác tay bảo ban nhạc: ra bắt đầu đi, chơi một bản gì đó rồi giới thiệu tao ra. Trường đội nón lên, thở mạnh: có vậy mà lâu, anh hát bài gì? Chắc chỉ cần một bài thôi. Tụi kia tới bây giờ gần 10 giờ rồi. Hoàng Cảnh gật đầu nói: ừ, tao hát Giáng Ngọc của Ngô Thụy Miên, nhớ là La Minor. Bữa trước tụi bay chơi cái tông gì cao quá, tao lên không nổi. Nếu người ta hô bis thì bài thứ hai là Niệm Khúc Cuối. Trưởng ban nhạc vừa bước đi vừa cào nhào: hát dở mà cứ đòi hát toàn là nhạc chậm, lựa bản nào nhanh nhanh cho người ta đừng thấy cái dở của mình. Hát dở ẹt mà cứ đòi biểu diễn nhạc Boston, đổi bài đi. Hoàng Cảnh nhìn mình trong gương, cầm cái lược chải lại mái tóc. Ông bảo Trường: thôi được rồi, tao hát Buồn Vương Màu Áo của Ngọc Trọng, chơi rumba nhanh nhanh một chút, nhớ là son minor. Trường không đáp, đẩy cửa hông lên sân khấu, cùng toàn ban nhạc lục tục kéo ra. Hoàng Cảnh vội chạy theo, dặn thêm: nếu người ta hô bis thì tao hát bài Giáng Ngọc. Trường cười khẩy, quay sang nói với người bạn bên cạnh, nhưng không muốn Hoàng Cảnh nghe thấy: ông chỉ lo vớ vẩn, ông hát mà làm gì có khán giả nào hô bis bao giờ. Người ta không đuổi ông là may lắm rồi, mà cần gì phải người ta phải hô bis. Ông thích hát thì ông cứ việc hát phòng trà của ông mà, ông hát tới ngày đóng cửa luôn cũng được. Trường nhìn xuống khán giả, giơ tay vẫy chào vài người khách quen. Anh cầm cái guitar lên, toan đeo vào cổ, nhưng sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh lại bỏ đàn xuống, chạy lại cửa thò đầu vào hậu trường và dặn Mỹ Hiên: em ngồi trong này, hễ thấy ca sĩ nào tới thì bảo họ ra liền nhé. Đừng để ông Cảnh ông đứng ngoài đó hát hoài, tội nghiệp khán giả. Gần nửa đêm hết phần trình diễn của Hiên, Jimmy thu xếp đồ nghề rồi vào hậu trường đón nàng đi ăn. Trước khi đưa Hiên về, Hiên hài lòng lắm. Phòng trà tối nay đông như hôm qua, nhưng vì không có ca sĩ lớn cho nên Hiên được khán giả dành cho sự chú ý hơn. Khán giả Việt Nam vốn ưa sắc hơn là mến tài, cho nên lăng xê một nữ ca sĩ bao giờ cũng dễ hơn nam ca sĩ. Mà nếu nữ ca sĩ đó lại trẻ đẹp thì sự thành công có thể nhìn thấy trước được một nửa. Khuôn mặt, vóc dáng, cách ăn mặc là ba yếu tố cực kỳ quan trọng, có khi lấn lướt cả giọng ca.
Đó chính là trường hợp của Hiên, của người có sẵn cái lợi thế trời cho mà người ta gọi là ngoại hình hấp dẫn. Hiên vừa đi khỏi thì Jody tới, taxi dừng lại phía trước cửa. Jody nói vài câu thân tình hỏi thăm gã nhân viên an ninh rồi lầm lỗi bước vào cửa hông hậu trường. Nàng mở hé cánh cửa thấy Hoàng Cảnh đang ngồi ở bàn trang điểm, tay cầm cây bút chì, miệng lẩm nhẩm tính toán những con số ghi trong cuốn sổ. Bên cạnh Hoàng Cảnh là Ngọc Nhi, cô ca sĩ chuyên về nhạc kích động. Jody bước hẳn vào và khép cửa lại. Nàng nghe tiếng ca của chàng ca sĩ có cái tên lạ là Cửu Lưu vọng từ sân khấu vô, nhịp điệu tango vừa lẳng lơ vừa đài các. Jody không chào ai, tự tiện bước lại ngồi xuống chiếc ghế trống cách Hoàng Cảnh độ mấy thước. Hoàng Cảnh gấp cuốn sổ, nhét cây bút chì vào túi rồi đứng dậy tiến về phía Jody. Cơn giận trong lòng ông đã hoàn toàn tan biến. Và lúc nãy ngồi nghĩ lại, ông thấy mình quá vô lý khi mạnh miệng đuổi Jody. Lẽ ra ông phải cảm ơn nàng mới phải, bởi nhờ nàng không chịu hát mở màn nên hôm nay ông mới có dịp ra đầu làm luôn một lúc hai bài. Mà lạ quá, trái hẳn với dự đoán thường lệ của ông, bữa nay ông ca xong bản thứ nhất, người ta lại vỗ tay và có đứa ngứa mồm hô bis thật to. Đúng là trúng số. Bởi vì bình thường hễ ông hát xong bản đầu tiên, ông không cần biết phản ứng của khán giả ra sao, ông cứ tự động nói ngay một câu thủ tục là để đáp lại tấm thịnh tình của quý vị, mặc dù ông biết trong hàng ngũ khán giả không hề có ai tỏ ra thịnh tình với ông. Hát xong, ông chạy vào hậu trường vẫn chưa thấy ca sĩ nào tới, ngoại trừ Hiên. Ông lại trở ra định chơi thêm bài nữa, nhưng trường đã nhanh miệng giới thiệu ban nhạc sẽ hòa tấu và mời khách ra sàn nhảy. Hoàng Cảnh đứng sớ rớ một chút rồi lại bỏ vào. Phòng trà Venus đêm nay thiếu tới hai ca sĩ hát đám cưới, Jody lại bỏ về. Thật ra chương trình bị gián đoạn khá nhiều lần. Cũng may mà có phần trình diễn của Hiên cùng với ảo thuật gia Tony Huỳnh nên khán giả cũng không ồn ào phản đối. Lúc Tony Huỳnh biểu diễn ảo thuật xong, Hoàng Cảnh lại ra hát thêm một bài nữa mà khán giả vẫn âm thầm chịu đựng, không hề la ó. Hoàng Cảnh mừng lắm, quên hết mọi nỗi bực bội đối với Jody. Và con tim đã vui trở lại, ông dịu dàng bảo Jody: lúc nãy anh hơi tầm bậy, thôi bỏ qua đi. Anh đang tính phone cho em thì may quá em tới. Bây giờ em hát nhé, chờ thằng Kiều Lưu nó dứt bài này anh sẽ ra giới thiệu em. À, lúc nãy cũng có mấy người khán giả hỏi em. Jody không nói gì, nàng ngồi chống tay lên cằm, nước mắt trào ra chảy thành dòng, khiến Hoàng Cảnh càng mỗi lòng hối hận vì cứ tưởng nàng khóc vì giận mình. Ông chớp mắt mấy cái, thở mạnh và run run nói: thôi anh xin lỗi, để ngày mai anh trả lương cho em rồi mình sắp xếp lại chương trình. Em không muốn hát mở màn nữa thì anh đưa đứa khác lên. Vừa nói ông vừa rút tờ Kleenex trao cho Jody. Nàng đỡ lấy đưa lên thấm nước mắt rồi nghẹn ngào bảo: em bỏ luôn, từ nay không muốn đi hát nữa. Em quay lại đây không phải để hát, em ghé để chào anh với chào ban nhạc. Từ nay không gặp lại nữa. Hoàng Cảnh sừng sốt nhìn Jody, rõ ràng giọng nàng không chứa đựng chút giận hờn nào đối với ông. Nhưng nếu không giận thì tại sao lại bỏ nghề? Dĩ nhiên Jody chẳng phải là ca sĩ cột trụ tối cần cho sự sống còn của phòng trà này, nhưng dù sao làm việc với Hoàng Cảnh cũng đã lâu nên cái tin cô từ giã không khỏi làm Hoàng Cảnh áy náy. Huống chi cái động lực trực tiếp khiến Jody bỏ nghề chính là do ông gây nên lúc nãy, cho nên ông tha thiết cầu hòa: anh vừa mới nói rồi, mấy tháng nay anh bị pressure nhiều quá, thành ra lắm khi anh cũng hay nổi nóng bất tử. Em thông cảm cho anh, để bụng làm gì, em ở lại hát cho anh, nghệ sĩ ai cũng mến em cả mà. Jody cúi đầu sụt sùi khóc. Giờ này ngồi đây nghe tiếng nhạc bập bùng ngoài kia vọng vào, nhưng nàng không cảm thấy cái không khí phòng trà bao quanh như mọi khi, mà chỉ thấy hình ảnh cô gái cởi chuồng mặc áo thun đứng trước mặt mộng. Giờ này thì nàng chẳng còn tha thiết gì đến tiếng hát với cung đàn nữa. Nàng khẽ ngẩng lên bảo Hoàng Cảnh: Em không có giận anh nữa đâu, nhưng mà em không có muốn đi hát nữa. Vừa lúc đó ngoài hội trường có tiếng vỗ tay, Hoàng Cảnh vội bảo: em đã quyết định thì anh cũng chẳng ngăn cản được. Ngày mai anh sẽ thanh toán tất cả tiền bạc cho em, nhưng đêm nay em hát cho anh một lần cuối, coi như giã từ sân khấu, được không? Bây giờ anh ra giới thiệu em,
để em hát một bài thôi, một bài tạm biệt khán giả. Jody lau nước mắt và gật đầu. Nàng đứng dậy dặn Hoàng Cảnh. Vâng, anh nói dài dài một chút để cho em make up lại nhé. Mặt mày lem luốc quá. Hoàng Cảnh hớn hở nói ok và ra sân khấu. Jody nhìn mình trong gương, cầm thỏi son tô lại hai vành môi. Ngọc Nhi bên cạnh tiến lại gần và hỏi nhỏ. Chị, bộ tính nghỉ thật đấy hả chị Chi? Jody khẽ gật đầu. Ngọc Nhi tò mò hỏi thêm. Sao vậy chị? Jody cười buồn. Tự dưng thấy chán, không muốn đi hát nữa. Bên ngoài Kiều Lưu đang toan hát thêm một bài thì thấy Hoàng Cảnh lù lù xuất hiện. Kiều Lưu vội cảm ơn khán giả và bước vào hậu trường. Riêng Trường cùng toàn thể ban nhạc thì giật mình tái mặt vì tưởng chủ phòng trà lại xông ra đòi hát. Trường trố mắt nhìn Hoàng Cảnh chờ đợi. Nhưng may quá, Hoàng Cảnh đã ho nhẹ mấy tiếng rồi làm ra vẻ ngậm ngùi, trầm giọng tuyên bố. Thưa quý vị, đối với quý vị khán giả thường trực của phòng trà Venus chúng tôi thì nữ ca sĩ Jody Chi là một khuôn mặt quen thuộc và khả ái mà mọi người đều yêu mến. Hôm nay tôi xin thông báo một tin buồn là cô quyết định từ giã sân khấu. Cô ra đi là một mất mát lớn cho phòng trà chúng tôi nói riêng và quý khán thính giả nói chung. Bao nhiêu kỷ niệm cô đã có ở đây, bao nhiêu ấn tượng cô đã để lại trong lòng người yêu âm nhạc. Tôi không biết nói gì hơn là ngỏ lời chân thành cảm ơn cô đã cộng tác với phòng trà Venus. Và trước khi chia tay, tôi xin trân trọng giới thiệu Jody trình diễn lần cuối cùng thay cho lời từ biệt gửi đến quý vị. Thưa quý vị, đây nữ ca sĩ Jody Chi. Hoàng Cảnh dừng lại rơm rớm nước mắt. Ông cảm động thật chứ không phải giả tạo. Bởi vì cảnh chia ly nào cũng dễ làm cho người ta nhỏ lệ. Huống chi ông vẫn chưa gạt bỏ được ý nghĩ trong đầu là chính ông đã làm cho Jody chán ngấy sân khấu. Ông xúc động đến nỗi bình thường ông bị mang tiếng là hay nói dài, mà lúc này cần nói dài để Jody có thì giờ chuẩn bị thì ông lại không nói được. Đời ông từ lúc mở phòng trà đến bây giờ, có lẽ đây là lần giới thiệu hay nhất của ông, khiến mọi người kể cả chính ông đều phải ngạc nhiên. Lý do đơn giản là vì đây là lần đầu tiên ông nói ngắn. Jody từ cánh gà chậm chậm bước ra giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt chưa từng thấy. Người ta vỗ tay thật mạnh vì biết nàng sắp ra đi, nghĩa là từ nay không còn phải vỗ tay nữa. Jody giữ nét mặt nghiêm và buồn cho đúng với không khí tiễn biệt. Trường và ban nhạc giật mình sửng sốt nhìn Jody. Rõ ràng lúc nãy Trường đã chạy ra năn nỉ mà Jody không thèm vào, bây giờ bỗng dưng lại trở lại từ giã khán giả. Người ta có thể thực hiện một quyết định quan trọng như vậy chỉ trong mấy tiếng đồng hồ hay sao? Trường phân vân tự hỏi và thoáng nảy ra ý tưởng ngờ vực. Biết đâu đây chẳng là một cách quảng cáo để gây chú ý, để báo chí loan tin ầm ĩ lên, rồi mai đây lại cứ vẫn tiếp tục hát như thường, có ai kiện cáo gì đâu mà sợ. Cùng lắm thì cứ bảo rằng định bỏ nghề thật, mà khán giả yêu cầu quá thành ra lại phải trở lại để đáp ứng lòng ngưỡng mộ của khán giả. Thế là huề cả làng chứ gì. Kinh nghiệm cho thấy trong giới văn nghệ từng đã xảy ra chuyện này, ít lắm cũng một đôi lần. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một lúc thì Trường gạt bỏ ý tưởng ngờ vực đó, là bởi vì Jody đã có tiếng tăm gì đâu mà tạo sự căng đan giã từ. Em ra đi nơi này vẫn thế, người ta có yêu quý gì tiếng hát của nàng đâu mà hy vọng người ta phải tiếc nhớ. Jody cầm micro run run nói vài lời rồi hát bài Không Tên Số 2. Xin một lần vẫy tay chào, ôi dòng đời đó cuốn người theo. Khung cảnh ấy, tâm sự ấy dễ làm nàng hát thật hay, bởi chính nàng đang nghẹn ngào nghĩ đến chuyện tình tan nát của mình, đến sự tráo trở của Mậu, và bởi khán giả hôm nay dồn hết sự chú ý cho nàng. Rất nhiều người đến Venus thường xuyên nhưng dường như chưa bao giờ bình tâm lắng nghe Jody hát trọn một bài. Mãi đến hôm nay ngồi yên theo dõi, người ta mới tỏ ý tiếc là một giọng ca truyền cảm như thế mà lại bỏ nghề. Jody dứt tiếng, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt sầu thảm. Nàng cúi đầu chào giữa những tràng pháo tay, những tiếng hô beat more vang dậy. Hơn nửa năm đi hát, đêm nay nàng mới nhìn được và cảm được lần đầu tiên sự thành công trọn vẹn của một người nghệ sĩ. Có nghĩa là muốn thành công, ngày nào nàng cũng phải tuyên bố là mình hát lần cuối. Những đợt pháo tay vẫn kéo dài, mấy trăm khán giả không ai rủ ai cùng đứng lên. Nhưng nàng hơn Hoàng Cảnh ở điểm nàng dứt khoát chỉ ca một bài rồi nói lời từ biệt và quay đi. Rất may Hoàng Cảnh từ trong hậu trường vớ được bó hoa hiên bỏ lại,
ôm ngay ra tặng Jody, hoàn tất cái thủ tục mà ai cũng tưởng rằng ông chu đáo. Buổi văn nghệ kết thúc, Trường và toàn ban nhạc chạy vội vào hậu trường xung quanh Jody thăm hỏi. Dưới hàng ngũ khán giả cũng có đôi ba người tìm vào bắt tay. Bao nhiêu thắc mắc đặt ra, Jody chỉ trả lời rất vắn tắt. Sự thành công lớn lao vừa diễn ra trong mấy phút đồng hồ tuy có làm nàng phấn khởi được một chút, nhưng không xóa tan được hình ảnh Mậu với cô gái xa lạ, ái ân mặn nồng ngay trong căn nhà đầm ấm của Jody. Chẳng ai hiểu được lòng nàng nên cứ thắc mắc tại sao nàng bỏ sân khấu sớm như vậy. Hoàn cảnh vẫn chưa hết bứt rứt. Hôm nay ông mới nhận ra là Jody có thể thành công được. Nghĩa là bình thường thì nàng vẫn có giọng, nhưng khi hát thì thiếu cảm xúc. Ngược với hoàn cảnh là cảm xúc luôn luôn có thừa mà lại không có giọng. Ông trao cho Jody một cái phong bì và hẹn ngày mai đi ăn cơm, nói chuyện thêm. Khi mọi người đã thu xếp xong chuẩn bị ra về, Jody mới hỏi riêng Trường. Anh vẫn ở một mình phải không anh Trường? Trường ngơ ngác nhìn Jody gật đầu. Thì từ hồi nào đến giờ anh vẫn ở một mình chứ lấy đâu ra hai mình? Jody đột ngột nói. Tối nay cho em về ngủ nhờ được không? Trường há mồm kinh ngạc, tưởng Jody nói giỡn. Nhưng nàng nghiêm nghị nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Bấy giờ Trường mới tin là có thật. Trường đẩy cửa bước ra sân sau, giữa khung trời dịu mát. Trường cảm thấy rõ cái không khí trong lành khoảng khoát vừa đến với anh sau mấy tiếng đồng hồ đứng trên sân khấu ngột ngạt đầy khói thuốc. Anh mở cửa xe cho Jody rồi chậm chạp đi vòng sang phía tay lái, chui vào ngồi trầm ngâm một lúc trước khi mở máy. Anh quay sang hỏi. Đi ăn cháo nhé, hay là ăn mì? Ừ, ăn mì đi. Có tiệm mì mới khai trương ngon lắm. Jody hững hờ đáp. Tùy anh. Anh đói thì ăn, chứ còn em thì chả muốn ăn cái gì cả. Trường sang số cho xe chạy và bảo Jody. Em không đói thì anh đưa em về. Jody vẫn nhìn thẳng phía trước, buồn rầu đáp. Vâng, anh cho em về ngủ, em mệt lắm rồi. Từ con hẻm nhỏ sau lưng vũ trường, xe lao ra con đường lớn vắng vẻ và quẹo sang phía tay phải. Jody ngạc nhiên hỏi. Anh vẫn ở cái căn nhà cũ chứ gì? Thì anh vẫn ở đấy chứ ở đâu? Trường ngẫm nghĩ một chút và nói. Em giận Mậu phải không? Chắc lại mới cãi nhau chứ gì? Để anh phone về bảo nó ra đây xin lỗi em, rồi anh bắt nó ra đón em về nhé. Jody sẵn giọng đáp. Nếu mà anh không muốn cho em ngủ nhờ thì em tìm chỗ khác, vào hotel cũng được. Đừng có nhắc tới cái thằng khốn nạn đó nữa. Anh đưa em về nhà anh, nếu kẹt cho anh thì anh cứ nói thẳng ra cho rồi. Trường tắt máy xe, cười buồn rồi tha thiết cắt nghĩa. Có gì đâu mà kẹt cho anh. Anh có vợ, có con, có bồ bịch gì đâu mà kẹt. Anh coi em và thằng Mậu như em của anh, cho nên anh mới thẳng thắn đề nghị như vậy. Trường lại nổ máy xe, cho xe lao đi. Và từ đó anh im lặng, không nói lời nào nữa. Vào nhà, Trường ngượng ngập nói. Nhà anh thì em biết rồi, chỉ có mỗi cái sofa để nằm ngủ. Tối nay thì anh nhường cho em, anh nằm dưới đất. Jody cười buồn. Chứ còn gì nữa, không lẽ anh đòi nằm giường để em nằm đất à? Trường mở tủ lấy nước mời khách. Anh bưng chai coca và cái ly thủy tinh đặt trước mặt Jody. Nàng cứ tưởng Trường sẽ tò mò hỏi thăm nàng về chuyện bất hòa giữa nàng và Mậu, chuyện nàng đột ngột giã từ sân khấu để nàng có dịp chút bớt những ấm ức đè nặng trong lòng. Nhưng trái với dự đoán của nàng, Trường thản nhiên nói. Em có cần washroom thì em xài trước đi, khuya rồi, rửa mặt thay quần áo rồi đi ngủ. Nghệ sĩ vốn là thứ hoa nở về đêm, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, 2 giờ sáng, không có gì gọi là khuya cả. Nhưng Trường đã nói vậy thì Jody đành thở dài nghe theo. Nàng bảo Trường. Quần áo đâu mà thay? Nàng chép miệng tự nhủ. Đàn ông nằm lê ra chỗ nào cũng được, nhưng với đàn bà thì chẳng có đâu bằng nhà mình, nhất là buổi tối trước khi đi ngủ. Cùng với ý nghĩ đó, nàng lại sực nhớ đến Mậu và lòng sôi lên một mối hận vô biên. Trường thì chạy vội lại tủ áo lục lọi một lúc khá lâu mới hớn hở quay ra bảo Jody. May quá anh còn bộ pyjama mới chưa mặc, với lại cái khăn tắm này. Hình như là anh mới chỉ xài có một lần thì cũng coi như là còn mới nguyên. Em xài được đấy, không sao đâu. Jody đỡ lấy và đứng dậy bước vào phòng tắm. Ở ngoài Trường nhanh tay thu dọn chỗ nằm cho Jody. Anh kéo cái sofa ra để biến thành giường ngủ. Rồi anh lấy tấm dra trải lên, đặt cái gối, cái mền lên trên gấp lại. Mặc dù cả gối, mền và tấm trải đều thuộc loại 5 năm rồi không giặt từ khi em lấy chồng.
Trường giải quyết luôn cả đống bát chén và mấy cái nồi ở quầy bếp thì Jody từ buồng tắm bước ra. Nàng mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Trường trông rất buồn cười, xóa hết cái hình ảnh lộng lẫy mà Trường thường thấy trên sân khấu, nhất là khuôn mặt không son phấn càng nhợt nhạt hẳn đi vì mái tóc rũ rượi. Jody ngồi xuống sofa, kê cái gối tựa lưng vào và nhìn lên màn ảnh TV. Trường nói đùa: ban đêm em có đi tiểu thì nhớ là có anh nằm dưới đất đấy nhé, coi chừng bước xuống đạp vào người anh đấy. Jody đang buồn nhưng cũng dám cười theo. Thì anh nằm xích ra một chút, nửa đêm mắt nhắm mắt mở, làm sao em thấy đường. Trường quăng cái gối lại sát vách và bảo: thì anh nằm tận đây kia mà, anh dặn em là phòng hờ vậy thôi. Jody ngồi bó gối nhìn xuống chỗ Trường nằm, biết rõ cái thảm của Trường rất bẩn vì lâu lắm không giặt, không hút bụi. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi tội nghiệp bảo Trường: anh Trường, hay là anh lên đây nằm với em đi, coi vậy chứ cái giường này nó rộng lắm, hai người nằm dư sức, anh nằm dưới đó lạnh thì mổ ngủ sao được. Trường chưa kịp đáp thì nàng cười tiếp: em nằm trong, anh nằm ngoài, để khúc cây ở giữa được chưa. Trường không biết Jody nói thật hay nói đùa, nhưng nghĩ đến Mậu, anh ung dung đáp: thôi anh nằm dưới này cũng được, anh nằm với em mai thằng Mậu nó biết được nó chém chết anh. Jody nhún vai: tùy anh không muốn nằm giường thì cứ việc nằm đất, chứ giữa em với Mậu thì còn gì nữa đâu mà anh quan tâm. Good night anh nhé. Yên lặng một lúc khá lâu, Trường nghe tiếng Jody trở mình trên sofa, biết chắc nàng chưa ngủ. Trường ngóc đầu dậy và hỏi: em định bỏ hát thật đấy à? Jody kéo tấm chăn xuống, xoay người nằm nghiêng và đáp lại: vâng, em bỏ thật. Thử hơn nửa năm không có kết quả, em thấy như vậy là đủ lắm rồi. Trường thở dài rồi bùi ngùi nói: em mới vào nghề, bỏ được là may đấy, càng lún sâu thì càng khó rút chân ra. Ông Cảnh ông ấy nói đúng, ca hát là một cái nghiệp cột vào cổ người ta. Anh hôm cây đàn cũng là do cái nghiệp anh phải trả, chứ có sung sướng gì đâu. Biết bao nhiêu người ôm giấc mộng làm ca sĩ rồi xa lầy, bỏ thì thương vương thì tội, thành công thì chả nói làm gì. Nhưng đã mấy người thành công, mà ngay cả những người thành công nhất cũng vẫn thường xuyên bị căng thẳng, bị day dứt vì nghề nghiệp, lo duy trì chỗ đứng để khỏi bị đào thải. Nhưng khổ nhất là những người dở dở ương ương, đi hát thì không đủ sống, mà đổi nghề thì không nỡ. Đã lên video được một lần chẳng hạn thì cứ nuôi hy vọng, ngóng ngóng ngồi chờ mà rồi chả có kết quả gì. Thời gian trôi nhanh, cứ sống trong ảo giác, rất là tội nghiệp. Em mới bước chân vô, chưa tới đâu, nếu em đủ can đảm mà dứt được thì anh có lời mừng cho em. Jody ngồi dậy tựa lưng vào vách, kéo tấm chăn đắp ngang bụng. Lần đầu tiên nàng nghe được những lời tâm sự sâu kín của Trường. Nó cũng não nề như những phút xuống tinh thần mà Jody đã trải qua trên sân khấu vũ trường hoặc ở những bữa tiệc đám cưới. Lời khuyên của Trường càng làm nàng cương quyết hơn, nhất định sẽ dứt hẳn cái kiếp cầm ca mà số mệnh không đãi ngộ nàng.